váy chị mặc 01 rồi. Chân váy như chị mặc 01 rồi. 01 đúng không? Chân váy như em đang mặc là mã 01 nha. Có màu nâu tây và đen. Có màu nâu tây và đen cho em. Đang chiên giá 119 ngàn ạ. Chiên 119 ngàn chị em mình nhá. Bán lấy lại vốn thôi nè. Đấy, bán lại lấy lại vốn nghỉ Tết rồi mấy chứ. Giờ từ giờ đến Tết là chị em mình còn gì là chốt đó nha. Không. Áo lụa mình hả lấy hai cái rồi đó. Cái đi giặt rồi hả, xong rồi lấy cái mới nữa rồi. Sao mà mai bà đi chơi sao nhận kịp? Ồ, mấy chế đặt đồ Tết đi, đặt đồ Tết to, Tết ta đi. Chứ đừng hối lộ Tết to nha mấy chế ơi. Ừ, mấy chế mà hối lộ tất tay là em sẽ chép luôn. Bây giờ tất tay còn như vậy nữa đâu, nay 30 rồi. Ừ, đi ai đi hối lộ tất tay mấy chế. Đây, cái màu này nè. Cái màu này rất là đỉnh của chó luôn. Màu này cho em nó gọi là, chắc là màu nâu tây chứ. Chắc gọi là màu nâu tây á. Đó, lên cái dáng cho em mình. Cái nói chung là cho váy tennis là cái dạng mà em siêu mê. Siêu mê luôn nhá. Hồi em có 4 cái cho váy tennis luôn à. Có tận 4 cái chân váy tennis cho em. Chân váy vải nhung hả chị? Không, chân váy này là vải tuyết mưa cho em nhá. Chân váy vải tuyết mưa không phải nhung đâu bà ơi. Không phải nhung. Con này lên dáng rất là đẹp luôn. Khách khen quá trời luôn nè. Chất vải ok, màu nâu tây chuẩn. Mọi người nên mua nha. Váy giống hình, đẹp so với giá. Ôi có bà này thương hay chưa? Ok, nhưng tiếp mình mặc không vừa. Không biết bà cho ai. Không biết bà có nhắn tin đổi không nữa. Bà mặc không vừa, thấy tội ghê chưa? Không vừa. Ê, em ơi, có nhiều khách tự nhiên tự đặt sai không vừa cái lên cho shop sao mọi người. Đấy, khó hiểu nhưng mà khách này kêu ok nhưng mà mình mặc không vừa vẫn cho 5 sao. Chất vải dày dặn nên mua. Chân váy đẹp lắm nha mọi người. Đẹp lắm, trời ơi mọi người thấy chưa? Thấy không, con chân váy này nói chung là khách khen đỉnh của chót luôn. Lúc mà em đăng cái hình ảnh mà hả mượn hình của mấy chị á là hả tại vì em chưa có chụp hình được. Váy có quần trong chứ, váy nhà em có quần trong chị em mình yên tâm nhé. Coi màu nâu quần trong, màu nâu cũng có quần trong. Ơ trên lộn, màu nâu màu nào cũng có quần trong cho em. Áo bao nhiêu ký mặc vừa, áo đang sale quá trời. Con áo này phải nói là đỉnh của chót, mấy chớ có thể là mang cho em con áo này với lại cái quần jean á, lấy với lại cái quần jean suông á, là kiểu như là cái form của nó dễ mặc cực kỳ luôn nhá. Áo sale 135.000 chị em mình, mã 02. Lâu lắm rồi mới về hàng lại được. Lâu lắm rồi mới về hàng lại được con áo. Nói chung là đơn giản basic nhưng mà cái form của nó, hai cái phần tay nó sẽ bồng lên. Và form áo này là em lấy em mặc. Form áo này em lấy em mặc kiểu như là em khá là lâu lâu là nó hợp với cái tính trẻ trâu của em á chứ. Nó khá hợp với tính trẻ trâu của em. Áo tầm 55kg mang vừa, váy có quần trong. Không gửi được tin nhắn nè. Vậy chứ em bóc thảo như shop đi. Chụp lại cái giá giờ chứ mua hàng. Chụp lại cái giá em đang like nè. Chụp lại cái giá em đang like. Kêu là bên đó để họ tính giá cho chị. Tại vì ship cao quá nên là kêu qua. Kêu là inbox thảo như shop để đặt. Đó, vậy là được. Muốn mua như nào à? Muốn mua như nào? Mã 0102 chứ ơi. 119.000, 135.000. Xe nóng rộng hả? Xe nóng rộng mà thảo như shop có mới chứ. Em không đăng bên đây tại vì nó còn lẻ lắm. Áo này mà mặc với chân váy tennis trắng chắc đẹp lắm phải không chị Nhi? Sao mà biết được? Ê sao mà biết vậy? Hôm bữa tôi mặc đi chơi. Đi chơi là tôi mặc với chân váy tennis trắng. Nhưng mà tên chân váy tennis đợt này không có ra màu trắng chứ. Không ra màu trắng tại vì cuối năm này em nhập có hai màu. Cuối năm này em nhập có hai màu à. Chứ em có chân váy tennis màu trắng mặc với con áo này. Xong mặc cao phát bét ở ngoài nữa là đỉnh chóp luôn. 57kg hả? 57kg sợ không vừa chị đẹp không? Bây giờ em sẽ phát nhẹ nhàng cho chị em mình coi cái áo phát bét. Đây, nguyên cái form mà kiểu cái form của hàng xẻng em thích đây. Mấy chứ có thể thấy là em hay nói hàng xẻng nhiều, em hay thích cái style của hàng xẻng bởi vì em hồi xưa em là kiểu dân chính cống cày phim hàng đúng không em mình ơi. Áo đang trên giá 135.000 mã 02 mấy tụi em ơi. Thức đến mấy giờ sáng chị cày phim hàng luôn á cho nên là hả rất là thích cái style của bên hàng luôn. Chứ nữa là thân cả. Đấy. Chị em mình thấy cái form không? Dễ bể. Ừ, mê chưa? Mặc lên thì nó trẻ trung kinh khủng. Nói chung là con vest này á, vest này mà về chị em mình phối rất là dễ dàng nha. Vest này 57kg mặc overline cho em nè. Vest đang sale còn 150.000. Chân váy tennis em có màu nâu và màu đen. Em có màu nâu và màu đen nha. Đây là mấy chứ ơi. Trẻ trung. Chân váy tennis là mặc lên nhìn chân dài và trẻ trung. Hả? Suốt ngày ăn bánh.
áo bên trong, em free size. Áo bên trong là nhà bé Nhi free size mã 02, nó chỉ sale còn 135.000. Nhìn giống nữ sinh Hàn Quốc không? Korea. Em đi Fukuda. Cái túi này không có thương hiệu gì hết trơn á, nên đeo được nè. Manto có móc khẩu Nhi sốt ngang. Chân váy này thì nó cũng ngắn như mấy cái chân váy phong bình thường thôi bà ơi. Nó cũng như mấy cái chân váy phong bình thường thôi, nó có quần trong. À, có set đồ là bộ hồng không? Có. Tối nay tôi mới đăng ở trên Thảo Nhi shop nè. Tại vì mấy cái đồ mà chạy chen này nọ bên kia rất là nhiều chị em mình không? Trời cái gì vậy? Vi phạm của video live, live được xác định là có chứa các cảnh tỉnh hoặc không chuyển động mà có bất kỳ hoạt động. Mà không có bất kỳ hoạt động giới thiệu sản phẩm nào, vui lòng sử dụng nội dung để quảng bá sản phẩm bạn và tương tác với người xem trong suốt buổi livestream. Trong trường hợp này bạn cần di chuyển ra khỏi khung hình, hãy sử dụng chức năng tạm dừng like. Tự nhiên nó bấm vi phạm của video like nè. Tức ngàn. Mới bấm hủy nhưng nhớ kháng nha. Nhưng nhớ gửi kháng nha. Chứng minh mình là được. Chứ để nó không thông báo lần hai là chết luôn á. Em đang mặc áo là màu xám rồi chứ ơi. Do bạn cứ đứng yên. Mình phải nhún nhảy à. Nói chứ bà ơi, không phải đâu mới chết. Không phải là do cứ đứng yên đâu, hôm nay nó bị đánh như vậy đó. Không phải đâu mấy chế ơi. Nói thiệt luôn á, đây là nói thiệt, không phải là do đứng im đâu. Người ta còn đổi khung like rồi, người ta còn kiểu là nói nhảy nhảy xăng xăng mà người ta vẫn bị nha. Tại vì cái này là nó quét bị nhầm á. Có thể là do mấy cái nick nó re-up video của em á, thành ra là em bị đánh là vi phạm á. Vest đen với đâu cam. Màu xám nha bà ơi. Nè cái xanh lỡ trong nè, thấy không? Xanh nè, sao mà sống giống xanh được đây. Xanh lỡ bên trong. Bây giờ mặc màu đen nha. Váy trắng chị mới đăng lưới giữa bụng mà hả? Inbox Thảo Nhi shop chị chút thôi. Lúc thay đồ. Hả? Lúc thay đồ lâu quá. Sao nhân coi lại được ạ? Coi lúc thời gian mà tỉnh nè, cái tỉnh. À nó gửi hả? À cái gì trời. Mai đi phải lấy, phải có một người. Mai đi phải có một người vô nói chuyện phải không? Là do cái thời lúc em thay đồ mới chứ. Giờ lúc em thay đồ xong một cái nói chuyện đâu được, nó kêu cảnh tỉnh mà, có nghĩa là cảnh đứng im á. Vậy mai đi phải có một người vô rồi, cần khiếu nại mai đi phải có một người vô rồi, mai đi nhân vô nha. Giờ ai ra nói đi ta, nhân ra nói á. Thôi mai đi nhân, ví dụ này có mà. Vụ này bây giờ là đang nổi lắm á, đang nổi cái vụ mà hả cảnh tỉnh lắm á. Mới 2 phút rồi đó. Tóc nó quét vậy. Có lẽ thay đổi 2 phút rồi. Hả? Nó lại đi kiếm đồ. Lại đi kiếm cáo đồ đó. Lại đi setup kiếm. Thì setup trước mà hả, kêu ba kiếm ra đó. Thôi mai đi vô nói nha, mai đi vô nói chuyện nha. Ra đứng cười thôi, thấy không? Ra đứng cười thôi. Cái mỏ mà, cái mỏ hay cười lắm. Cái mỏ hay ra đứng cười thôi. TikTok nó đang cải tiến lên vậy. Với lại bây giờ là do một phần này đi chết. Thứ nào là được mới chết. Phải gửi kháng về, đừng có để thông báo lần 2 nữa. Ý là nó thông báo lần 2, lần 3 là bị khóa nít đó. Bây giờ ý là vậy nè. TikTok đó là do là bây giờ quá nhiều người re-up video. Quá nhiều người re-up video nên nó bị đánh cảnh tỉnh á. Nó kêu là video không có nội dung sáng tạo và hoặc là bạn có thể like nhiều một video quá nhiều lần, ví dụ vậy. Có chứ, mình vô để mình học hỏi chứ. Rồi áo 150 chốt đơn nè chị em mình ơi, chị bị tắt like nha. Nếu như chị bị tắt like, chị em mình nhớ đi check out đơn hàng nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Để cái like sau à? Để em đi kháng lại đó. Để em đi kháng lại rồi cái like sau em lên cho chị em mình sau nha. Để em đi